Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox A Silent Town, vùng đất, thị trấn câm lặng mọi người. Mình mới vừa ra sao tôi gặp mấy cái con quỷ này vậy? Ở đây thì nó có những cái con quái vật khá là ghê gớm. Và đừng có giết tôi, hình quá, nó không có thấy tôi. Tôi đi làm kiền. Ok, thì tôi đang có mặt ở vùng đất câm lặng nha mọi người. Ở vùng đất này thì không được phát ra tiếng động. Nếu như tôi mà phát ra tiếng động, ví dụ như là tôi đang đi như tôi đang đi như mọi người thấy nè, ấy là tôi đi có đâu là nó sẽ phát ra cái âm thanh ở phía dưới nè, đấy nó sẽ gây ra tiếng động, và tiếng động đó nó sẽ thu hút mấy cái con quái vật kia tới xé xác tôi. Tôi phải làm gì? Tôi phải sống sót và không thể nào mà để cho mấy cái con kia nó xuống nó xé xác tôi được. Mà làm sao tôi đi vào đây đây nha? Trong kia có hai cái có gì ngon ngon không nhỉ? À, đi vô bằng đường kia được, nhưng mà trong này không có gì ngon hết nên là tôi khỏi. Đấy, mọi người thấy nó chưa? Ấy, mọi người thấy nó chưa? Vùng đất câm lặng đó. Rồi, The Sun is Setting. Trời tối rồi. Trời tối rồi là mấy con quỷ này nó sẽ rất là... là đông. Không những đông mà nó còn... Đấy, mọi người thấy không? Mấy cái con này nó sẽ bị mù. Mấy con này nó bị mù, nhưng mà chỉ có điều là buổi tối nó sẽ xuất hiện rất là đông. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác, biến gì chỗ khác, biến chỗ, chạy rừng pha cho lại, chạy đi, biến chỗ khác. À, sao động vậy? Còn những cái gì nữa? Nó không mẹ, nó không à. Mẹ, oh my god, lửa, nó không biết nó sống như thế nào đây nữa. Chung quanh đây nó không có một cái vũ khí nào hết. Đấy, mọi người thấy nó đông chưa? Đông vai chưa? À, đây, có vũ khí. Game này sợ thế, sợ hơn cái trò ghép lúc trước tôi chơi nữa chứ. Mọi người biết trò ghép lúc trước không? Trò ghép lúc trước là GEF ấy. Trò đó nó còn không đáng sợ đâu, trò này mới đáng sợ. Mới nhìn mấy con quỷ này đáng sợ thật sự luôn. Nó có đi ra đây cô có thấy ổn không ta? Có vẻ như là nó mà thấy tôi là nó thấy hoài luôn á. Thật, nó mà thấy tôi là nó thấy hoài luôn. Tội thanh niên. Ok, lấy tiền cái đã rồi tính tiếp. 19 đô. Xin. Thôi, mọi người làm gì làm đi. Tôi chạy đi lượm đồ đây. Tôi có méo, méo rảnh đó mà cứ đứng lại. Ở trên này méo có gì hết trơn nha ta. Ủa, đây bữa tối còn sợ hơn là cái gì nữa. Tốt nhất là nên để góc nhìn thứ nhất nha. Tốt nhất là nên để góc nhìn thứ nhất. Không để góc nhìn thứ nhất là chỉ có chết thôi. Thật. Không để góc nhìn thứ nhất là chỉ có toan. Nhưng mà đây nè, ở đấy, đấy mọi người để góc nhìn này cũng được, thật ra để góc này cũng được thôi, nhưng mà tự nhiên khúc đằng sau nó tối tối á, nó hơi rén, gọi là lạnh sống lưng ấy. Đấy, nó hơi rén. À, là có đồ ăn, ngon. Đồ ăn này dùng để lên máu nè. Đây, thêm đồ ăn nữa. Hai cái hũ khoai cái chiên này chắc cũng lên được vài máu ấy. Có thanh katana hay là súng không nhỉ? Có được khẩu súng thì ngon biết mấy. Cái này thì dùng để xay thôi mọi người. Cái này, ví dụ như xay như thế này nè. Sai vậy thôi, nhưng mà nó phá cái mộ mà, nên tôi nghĩ là tôi khỏi cần cái này cũng được. Lấy mấy cái này để làm cái gì? Quả này đập được không? Không được. Đi đâu nữa ta? Sao vô đây hết đường rồi? Đây. Ở kia. Ở đây. Ở bên này tôi thấy là nó ổn nè, Vô được. Nó xây cái kiểu gì đây? Tôi mới hỏi với đây này xây kiểu gì nữa. Nhưng mà mấy cái bức tường này là nó phá được nha. Mọi người thấy không? Tôi đứng yên là nó không làm gì, nhưng mà khi mà tôi di chuyển là nó sẽ nó tới nó đập bể, nó dùng cái đầu nó hút bể cái mấy cái bức tường này luôn mà. Nên là mấy bức tường này nó cũng không có cản được nó đâu. Vì chỉ trốn ở đây là một cái sai lầm. Tôi nghĩ là chắc là mình sẽ phải đi trốn chỗ khác. 1 giờ đêm rồi, cố gắng trời sáng cho nó dễ thở một tí. Mất trời. Sống kiểu này được, sinh còn kiểu này dễ chết quá. Đâu rồi? Ở đây. Xuất hiện đi. Xuất hiện đi. À đâu, quên lộn. Ngu gì kêu xuất hiện đi. Kêu xuất hiện đi cho chết tôi hay gì. Hình như tôi mới thấy trời sáng sáng đúng không? À
Hay không mọi người? Mày có cách nhìn á, à, nhìn khúc này, ôi xôi sáng, trời, biết là xung quanh đây là không có ai. Ồ, ở đây có cống luôn nè. Ê! Biên chỗ khác, 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 biên chỗ khác. Đáng sợ vãi chưởng luôn thầy. Má còn mới thấy cái gì nó bò dưới dưới đó đó. Sao đâu ra mà lắm thế. Má để góc nhìn thứ nhất này cũng sợ đấy chứ. Không phải đùa đâu. Má để góc nhìn thứ nhất mà chứ. Góc nhìn thứ mấy con kia chị mà để góc nhìn thứ nhất còn đáng sợ. Ngồi nó kìa. Nó kìa mọi người thấy nó chưa. Chứ là lật lươi lật lươi thấy nó rồi. Nó nghe luôn mọi người. What the hell. Chết mày đi. Mày làm gì? Mày làm gì? Mày làm gì? Mày làm gì? Ui. Mắt tôi quýnh mà cái người của nó phải nói là nát luôn ấy, móp méo luôn ấy. Đáng sợ thật sự. Đừng qua lại đây nha, đừng qua lại đây nha, đừng có con nào cái đây nha. Cái này cậu quýnh chết á, đừng đùa nha. Bố mày ghim đây, đừng đùa nha. Đấy, nó cạo đâm thanh nè, đây, đây, đây là những cái sóng âm nè, đấy. Tụi nó nghe, tụi nó thính lắm. Ai rất thính, tụi nó đâu có hiểu đâu, nên là nó sẽ phát triển về cái phần nghe nó rất ui ui bên kia không được rồi. Mà bên kia có mấy con ta, bên kia con nghĩ chắc là có một con thôi đúng không? Mà chỗ này cũng không có đường đi nữa nên thôi. Thôi lên 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 lên. Mẹ nó đi đâu đây? Mày đi đâu đây? Ô, là xin Irazin. Trời sáng ngọt. Quá! Wow, cái gì có một con gì mà nó mới vừa chạy lướt qua đời tôi. Trời sáng thì nó sẽ ổn hơn mọi người. Trời sáng thì nó sẽ yên. Đấy. Tôi chỉ sợ buổi tối thôi chứ còn trời sáng thì nó sẽ rất là yên tĩnh. Ok, vừa đủ. Đây trong này thì nó sẽ có hai cái nè. Mọi người sẽ bấm có thể upgrade mấy cái thứ này lên, ví dụ như là upgrade máu rồi upgrade stamina và upgrade cái độ hồi stamina. Đấy. Ok, thì tôi sẽ mua cái này. Up lên máu là lên 102. Đùa. Đùa. Bạn đùa tôi đúng không? Cái gì đây? Ma trận gì trên này vậy? Có đèn. Thôi đèn này cho thanh niên kia đi chứ tôi không có lấy đâu. Đèn đó cho thanh niên kia đi. Bây giờ con đi coi được coi xung quanh này chỗ này còn có gì để lấy nữa hay không. Xung quanh thì có nhiêu đây thì ít thật sự. Có súng chứ. Chứ không thì tối ra là chỉ có chết thôi. Ở hết máu rồi, hết stamina rồi. Đấy, stamina regen là nó sẽ căng cái này nè. Stamina regen. Đây có cáo, có cáo. Có cáo dài. Dứt cái đã rồi kính kiếp. Sao con nghe tiếng đập đập ở đâu vậy ta? Ôi trời ơi. Ở đây dân chúng cũng đập nát bấy cái bọn kia rồi. Có đèn nè, có thấy có đèn nè, nhưng mà thật khỏi đi. Đây, mặt cảnh đóng đây, buổi sáng dễ đánh lắm mọi người ơi, buổi sáng dễ đánh lắm đây, lại đánh cho mọi người coi nè, đông đông vậy chứ dễ quá lắm. Trời ơi. Mày tới từ từ thôi, mày tới từ từ thôi. Ôi. Mém chết. Nó cởi đồng quá. Mém chết. Đây có quả cáo nữa. Ngon lành canh đào. Ăn vô luôn. Cho nó đỡ mất máu. Cho nó hồi máu lại. À băng đít. Ủa sao không đủ kỹ? Bắp. Anh làm mua hả? Ồ. Đó giờ tôi không. Ủa chứ ra nãy giờ là tôi làm mấy cái băng đít kia thì là phải là mua đó hả? Là phải bỏ cái gì ra đó hả? Là đáng lẽ là nãy giờ thay vì có mấy trăm là bây giờ tôi lỡ tôi xài hết là tiền ngu luôn hả? Cào lao rồi. Mẹ cào lao. Ở đây mọi người thấy không? Khi mà bắn nè, đấy là cái dòng nó sẽ rất là bự. Đấy, và mấy con quỷ kia nó nhạy hơn ấy. Là nó dễ, là mình sẽ dễ bị phát hiện hơn. Đấy, rồi tôi thấy một đứa rồi đó. Ô kìa. Biên chỗ khác. Hay quá.
lắm đây. Tôi không biết, tôi không cần biết ai đánh, cứ rớt là tôi lập Kakana. Kakana được 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 được, tôi lập Kakana, tôi có Kakana đâu, tôi sai thôi. Lại đi cưng, lại thử, lại đi thử cái Kakana nè, lại đi thử cái Kakana nè, lại đi thử Kakana nè. Ôi ngon, ngon ngay, ngon ngay. Bằng đít, bằng đít, bằng đít, bằng đít. Ở này không, bằng đít này không có cúng tiền, bằng đít này nó không có cúng tiền. Được ấy. Khúc này thì mình còn đi đâu được ta, nhưng đi vô trong này là vô ngay cái đường cục, không còn đường nào khác rồi. Thời gian đi thì tôi nghĩ là nó chạy, một phát nó chạy 5 giây một cùng một lúc luôn hả? 5 giây một lần, what the hell? Rồi 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 rồi, rồi. Nó nghe. Tôi chưa hình dung lắm nha. Tôi, mấy con này nó chạy kiểu gì ấy. Tôi chưa hình dung lắm mấy con quỷ này nó chạy kiểu gì ấy. Hình như khúc này là tôi có đi qua rồi thì phải. Có cái đèn nằm cuối ngay bên kia. Rồi khúc này là tôi đi qua rồi, đi qua rồi. Ơi, vậy là khu vực này là xong rồi, khu vực này là xong rồi, không còn gì đâu. Dưới tầng hầm này, dưới cống này thì tôi nghĩ chắc cũng chả có gì mới nữa. Ok, đi xuống lại dưới này coi. Thường thì cái trò ghép kia nó sẽ có cái tháp. Thì mình sẽ lượm cái tháp thì nó sẽ dễ hơn. Ôi trời ơi, gặp người quen. Ai xa, đông vui vậy thì thôi chứ mấy con kia là cái đinh gì? Mày giờ xuống ống cống chơi với tụi nó luôn, xuống. Ôi xoay. Giờ chơi với tụi nó luôn nè. Bệnh tầm này bệnh gì cơ? Tâm này bệnh gì cử, 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 tâm này bệnh gì cử. Rồi xong, trời tối rồi đó. Rồi bây giờ đông vui như thế này thì chúng ta nên lên trên chơi ha. Đông vui như thế này thì chúng ta nên lên trên chơi cho nó biết mùi. Đông vui như thế này chúng ta mới lên trên chơi chứ. Ba người, ôi ôi, lên thẳng luôn. Ê, chết chết chết, khỏi nói nhiều. Ôi, nó nhiều. Chết chết, mày đông vậy? Ôi trời, đông thế. Thôi. Ủa, mọi người thấy anh em tôi đông chưa? Phải như vậy chứ. Ê, sau lưng. Cứu người. Hãy quá đỉnh cao luôn. Mày lại đây, mày ngồi lại, hai thằng luôn hả? Ôi, hai thằng làm gì được? Quấn tên nái luôn chứ tôi làm bằng hai thằng đông hả? Ôi trời, đông hả? Ê, hết máu nha, hết máu. Hồi máu lại cái ra kính tiếp. Này. Giật nó luôn mấy đứa ơi. Giật. Trời ơi, các anh na chém phải nói là nhất cái nách thật sự, rớt cái nách luôn. Ôi, mọi người nghĩ chưa? Ôi, trời ơi, nó bay như vậy chứ. Mày tôi giết mấy thằng này đi lụm tiền. À không, tiền vẫn còn ở đây. Thằng này lấy, thằng này ăn tiếp. Ôi, mày đại chiến rồi. Mày đại chiến rồi. Đấy. Mày lại đây. Ui, đông đấy, đây mọi người thấy không? Buổi tối nó rất là đông. Buổi tối đông cực kỳ luôn. Thời. Ê, xuống lúc nữa. Chưa gì hết. Rồi, xong bé kia ngẫm cù cao rồi. Từ từ, cho tôi thở cái thôi. Lại chết. Ok, chắc mình sẽ dừng video này cái đây hoa. Thì nếu như bạn nào thích video này đừng quên bao like cho mình một like một share, và đừng quên subscribe cho nó của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye.